Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Vậy là tập mới nhất của Tuyệt Thế Đường Môn đã được cập nhật. Tập này có thể nói là một tập rất thú vị và nó cũng rất quan trọng bởi vì ngay khi tập này ra mắt, cuộc thi tinh anh đại tá đã kết thúc. Khi mà cuộc thi đấu hồn kết thúc, một chương mới đã bắt đầu. Và ở đây chúng ta cũng đã biết tới Minh Đức Đường. Chủ nhân của Minh Đức Đường cũng là ông nội của Mộ Hồng Trần và Thiếu Hồng Trần. Vậy người đứng đầu Minh Đức Đường là ai? Vãn tà mạnh tới mức nào? Hãy cùng LTG đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay anh em nhé. Đầu tiên hãy nói về minh chủ Minh Đức Đường là ai. Tiếu Hồng Trần và Mậu Hồng Trần chính là cháu của hắn ta. Một số người có thể hỏi tại sao Mậu Hồng Trần và Tiếu Hồng Trần không có cùng họ. Đó là vì gia tộc này rất đặc biệt, họ sẽ được đứng cuối và tiền đứng đầu, còn được biết tới là Trần gia thị tộc. Kính Hồng Trần chính là người đứng đầu Trần gia thị tộc, cũng có thể nói là người dẫn đầu của đế quốc Nhật Nguyệt, bởi vì hắn ta chính là minh chủ của Minh Đức Đường, là phòng nghiên cứu số 1 của đế quốc Nhật Nguyệt, một hồn đạo sư cấp 9, đồng thời là viện trưởng của viện hoàng gia Nhật Nguyệt của đế quốc Nhật Nguyệt. Có thể nói hắn trong một thân nhưng mà ba nghề, mỗi nghề đều là đỉnh cao. Không hoa khi mà nói rằng ngay cả hoàng đế của đế quốc Nhật Nguyệt cũng sẽ rất khách sáo khi mà nhìn thấy hắn ta, bởi vì đế quốc Nhật Nguyệt không thể làm gì nếu như không có Kính Hồng Trần, họ cần sự bảo vệ của Minh Đức Đường. Vậy anh nói về việc Kính Hồng Trần hiện tại mạnh đến mức nào? Mặc dù hoạt hình phần thứ 2 của Đấu La Đại Lục chưa giới thiệu sức mạnh của Kính Hồng Trần, thế nhưng câu trả lời đã được đưa ra ở trong nguyên tác. Theo như trong câu chuyện chính, Kính Hồng Trần hiện tại đã đạt tới cảnh giới cấp 93 phong hào Đấu La. Một số người ở đây có thể nói rằng cấp 93 thì có gì mà mạnh, có rất nhiều phong hào Đấu La trong phần thứ 2. Thế nhưng trên thực tế, Kính Hồng Trần mặc dù chỉ là cấp 93 phong hào Đấu La, nhìn có vẻ yếu ớt, thế nhưng mà kỳ thực hắn ta cũng không hề yếu chút nào. Bởi vì mặc dù hắn là phong hào Đấu La cấp 93, nhưng hắn có thể chiến đấu vượt xa cấp độ, đủ sức cạnh tranh với phong hào Đấu La cấp 97. Bởi vì vuôn của hắn rất đặc biệt, nó là một con cóc có thuộc tính độc. Loại vuôn này không chỉ có sở hữu sức mạnh phòng ngự đáng kinh ngạc, mà còn có độc tính cực kỳ cao. Một khi hắn sử dụng vu hồn, chất độc sẽ có mặt khắp nơi ở trong bán kính 100m, khiến kẻ địch khó có thể ngăn cản, khó tránh khỏi bị trúng độc. Hơn nữa hắn còn là cấp 9 hồn đạo sư, có thể tự tay chế tạo ra cấp 9 hồn đạo sư, thậm chí có thể sử dụng hồn đạo khí cấp 9 để chiến đấu. Phải biết rằng hồn đạo khí cấp 9 chính là chiến lược của một quốc gia, mà Kính Hồng Trần chính là người có thể sáng tạo ra chúng. Có thể nói những phong hào Đấu La của Tam Quốc không am hiểu hồn đạo khí, cũng không thích chiến đấu bằng hồn đạo khí. Vì vậy khi mà một phong hào Đấu La từ bên ngoài Nhật Nguyệt Đế Quốc chiến đấu với Kính Hồng Trần, hắn chắc chắn sẽ bị thua thiệt. Cho dù trình độ quần có cao hơn Kính Hồng Trần, hắn cũng chưa chắc có thể đánh bại được vị minh chủ Minh Đức Đường này. Kính Hồng Trần quả thực cường đại, có thể nói chỉ là thiên tài hiếm có ở trong thế kỷ, bởi vì hắn không chỉ là thiên tài hồn sư, còn là thiên tài hồn đạo sư. Sở dĩ công nghệ hồn đạo khí của Đế quốc Nhật Nguyệt phát triển nhanh chóng như vậy chủ yếu là do hắn. Dưới sự lãnh đạo của hắn, Đế quốc Nhật Nguyệt còn có thể tự hào về nhiều thiên tài hồn đạo khí và rồi lan rộng nhiều ngành nghề khác nhau để tỏa sáng, cuối cùng cho phép Đế quốc Nhật Nguyệt phát triển nhanh chóng. Mặc dù Kính Hồng Trần vẫn chưa chính thức ra mắt, thế nhưng cũng chỉ 2-3 tập nữa chúng ta sẽ gặp được lão, bởi vì lão đã lẻn vào trong Hải Thần Các và bị Huyền Lão bắt được. Tạo hình của Kính Hồng Trần ở trong nguyên tác mô tả chỉ là một kẻ lùn và béo, ở trong hoạt hình 2D thì lại trẻ trung và ngầu lòi, còn ở hoạt hình 3D thì không rõ sẽ được tạo hình ra sao. Vậy các bạn có mong chờ tạo hình của Kính Hồng Trần ở trong hoạt hình 3D hay không? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng theo thì gì? Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.